Ngày 8 tháng 3, ông Mai Nhữ Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an xã phối hợp với công an huyện Sa Thầy điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng trồng bạch đàn ở tiểu khu 596 xã Hơ Mông, thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam quản lý, làm hai công nhân tử vong. Theo ông Nam, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, xã nhận thông tin vụ cháy rừng nên cử cán bộ phối hợp với công ty dập lửa. Sau một tiếng đồng hồ, ngọn lửa được khống chế. Lúc này, đoàn tham gia chữa cháy không thấy hai công nhân của công ty nên đi tìm, thì phát hiện cả hai đã bị chết cháy. Vụ cháy cũng gây ảnh hưởng khoảng 5 hectare rừng bạch đàn 2 năm tuổi. Ngày 8 tháng 3, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Trương Minh Thiện, sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8, Trương Vĩnh Sương, sinh năm 1989 và Hà Vĩ Toàn, sinh năm 1990, cùng ngụ quận 5, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 1 tháng 3, cả ba do thiếu tiền tiêu xài và nợ nần nên rủ nhau mua súng giả đi cướp ngân hàng ở quận 5 nhưng không thành. Chiều ngày 3 tháng 3, nhóm tiếp tục dùng súng cướp chi nhánh ngân hàng ở quận 8 nhưng cũng không lấy được tiền. Lo sợ bị bắt nên Thiện và Toàn bỏ chạy ra ngoài rồi cùng Sương tẩu thoát về đường Lê Bôi. Quá trình điều tra, trinh sát công an đã bắt giữ được Thiện và Sương vào rạng sáng ngày 4 tháng 3. Riêng Toàn hay tin đồng bọn bị bắt vội tẩu thoát nhiều nơi để tránh bị công an truy bắt. Trưa ngày 7 tháng 3, Toàn được người thân cơ quan chức năng vận động nên đã tới công an đầu thú. Chiều ngày 8 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết đã khởi tố 23 người để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2022, nhóm người này đăng bài tuyển cộng tác viên, làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki để hưởng hoa hồng từ 12% đến 15% giá trị mỗi đơn hàng. Sau khi con mồi liên hệ, nhóm này sẽ gửi link web giả mạo Shopee Mall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn. Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi TikTok để được trả công từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng một lần. Một cách thức khác là lập tài khoản trên trang web Corona, Guru.com, SS38.com, v.v. có dấu hiệu như trang web đánh bạc trực tuyến, máy chủ đặt tại Campuchia. Khi người chơi đặt cược lệnh tài xỉu, chẳng lẽ sẽ được nhóm hứa trả hoa hồng từ 30 đến 65% trên tổng số tiền mỗi lần đặt. Sau khi bị hại chuyển tiền bằng 3 cách mời gọi như trên đến tài khoản ngân hàng cung cấp sẵn, nhóm lừa đảo sẽ gửi qua Telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm an toàn 100% vốn cho khách hàng. Thời gian đầu, khi số tiền ít, nhóm sẽ cho con mồi rút tiền về tài khoản ngân hàng để dụ dỗ. Khi số tiền lớn hơn, nhóm lấy nhiều lý do như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh để không cho rút tiền. Theo trình bày của một số người dân ở xã Tây Giang, trong các ngày 9, 10 và 13 tháng 2 vừa qua, chính quyền xã này mở đợt cấp bù gạo hỗ trợ gạo Tết Nguyên đán các năm 2020, 2021, 2022 cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách neo đơn trên địa bàn 6 thôn thuộc xã. Tuy nhiên, khi biết số gạo nhận được chỉ hơn 4 lạng thì ai nấy đều rất bức xúc hụt hẫng. Bà Đê, 52 tuổi, thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang, là gia đình chính sách, đang nuôi mẹ già 93 tuổi, phản ánh: lần đầu tiên trong mấy chục năm nay tôi mới thấy cảnh nhận hỗ trợ gạo thiếu đói 4 lạng. Nhiều người bức xúc dữ lắm vì làm họ đã bỏ hết công ăn việc làm chỉ để đi nhận được 4 lạng gạo. Nhiều người vẫn chưa hết bất bình. Theo phản ánh của các bậc hưu trí xã Tây Giang, nội tình bắt nguồn từ thiếu sót, vi phạm của một số cán bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã này. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về bà Châu Thị Phương Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang, người trực tiếp điều hành chỉ đạo việc cấp phát gạo trên. Quá trình cấp phát gạo xảy ra tình trạng đông thiếu gạo của người dân, dẫn đến tồn kho gần 1 tấn gạo. Dù gạo tồn kho lượng lớn nhưng bà Trang lại không báo cáo cấp trên, lãnh đạo huyện để xử lý. Tháng 6 năm 2022, bà Trang tự ý chỉ đạo người vận chuyển toàn bộ số gạo tồn kho ra ngoài khảo sát giá thị trường và bán đi mà không hề báo cáo xin ý kiến tập thể cấp trên. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, việc cấp phát gạo bù 4,18 lạng gạo như dân phản ánh là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện sau khi đưa ra bàn thảo phương án khắc phục sự việc. Số lượng gạo tồn kho rất lớn ngay trong trụ sở xã mà các lãnh đạo xã khi được hỏi không hay biết là thiếu tinh thần trách nhiệm, cần chấn chỉnh ngay, ông Hùng nói.
từ một bệnh nhân có nguy cơ phải cắt chân vì mắc ung thư xương chày. Chàng thanh niên Bùi Hoài Nam đã được các y bác sĩ của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmed ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật khớp tái tạo bằng xương tự thân qua xử lý bằng công nghệ nitơ lỏng. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên thực hiện kỹ thuật phẫu thuật khớp tái tạo bằng kỹ thuật này. Sau gần một năm kể từ ngày điều trị, kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể Nam không còn tế bào ung thư. Trên phim chụp, mức độ liền xương ở đầu xương phía dưới đã đạt khoảng 100%, tỷ lệ liền ở trên được 70% đến 80%. Công nghệ nitơ lỏng giúp điều trị diệt khối u triệt để và đặc biệt không phải cắt bỏ chi thể của bệnh nhân ung thư xương, giúp tối đa bảo tồn hình thể của chi thể và bệnh nhân quay lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường sớm nhất có thể. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Quang Sáng, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmed cho biết. Hành động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 ngày 25 tháng 3 trên khắp cả nước. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương cho biết, thông điệp của chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Từ cuối tháng 2, Bộ Công Thương đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023. Dự kiến giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất có hơn 1.000 vận động viên tham gia sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3. Trong khuôn khổ chiến dịch, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Giờ Trái Đất cũng sẽ lần đầu tiên được Bộ Công Thương tổ chức. Cuộc thi này được triển khai trực tuyến trên nền tảng trang thông tin điện tử của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, http://tietkiemnangluong.com.vn.